Chào cả nhà, đây là 600 phần thịt kho trứng cùng với đùi gà chiên nước mắm. Và ngày hôm nay nhóm tụi mình nấu cho bệnh nhân ở Bệnh viện Phục hồi chức năng quận 8 vào khung 10 giờ mỗi ngày. Rất nhiều anh chị thắc mắc là chi phí nấu mỗi bữa ăn như vậy khoảng bao nhiêu tiền. Thì hôm nay mình sẽ hỏi chị Tưởng để tiết lộ rõ về cái phần chi phí ngày hôm nay nấu như thế nào. Và một lần nữa thì mình cảm ơn nhóm của anh Danh Nga hỗ trợ 300 tiền đô New Zealand, anh chị Ba Đăng 200 đô New Zealand, anh chị Thế Lan 200 đô New Zealand và chị Hà bánh tiêu 200 đô New Zealand. Mặc dù lúc 10 giờ trước cổng Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh trên đường Âu Dương Lân thuộc quận 8 Sài Gòn sẽ được phát cơm, nhưng mà từ sáng sớm rồi, từ lúc 8 giờ, tức là hơn 2 tiếng đồng hồ trước khi thực hiện cái việc phát cơm. Còn đây là một cặp vợ chồng mà mình đã từng có một cái thước phim để chia sẻ, ông và bà. Và cuối cùng thì xe cơm của tụi mình cũng đã có mặt tại vị trí phát cơm vào đúng 10 giờ mỗi ngày trước cổng Bệnh viện Phục hồi chức năng đường Âu Dương Lân quận 8. Xe cơm vừa đến thì tất cả mọi người sẽ chủ động đứng dậy xếp hàng một cách trật tự. Đây có một cái cặp vợ chồng lớn tuổi nè, cô chị Thận và chú thì ân cần và chăm sóc cô rất là tình cảm. Đây là cặp vợ chồng mà mình thấy rằng là ông chăm sóc bà rất tình cảm, bà thì chạy thận, ông thì ngày ngày chăm vợ mình. Cứ mỗi khi đến phát cơm thì ông lại đẩy bà ra và nhường những cái phần ngon nhất cho vợ mình. Bây giờ cho con hỏi thăm á, cái sức khỏe của người yêu chú bây giờ như thế nào rồi? Chú hả? Chú thì cũng tương đối ổn, mà thầy trước giờ chú cũng đang bị cái COPD á, bị tắc nghẽn phổi mãn tính. Còn vợ chú thì chạy thận à. Nhưng mà con thấy là gần như là mỗi lần mà chú đi nhận đồ ăn hay là chú lo gì á, thấy chú chăm vợ rất là kỹ. Hôm trước thì rất là nhiều người họ thấy cái hình ảnh chú đẩy vợ đi á, người ta thương á. Điều gì mà làm lên cái nghĩa vợ chồng nó bền vững như vậy chú? Chú nghĩ ai cũng như chú cũng vậy thôi à, tình nghĩa vợ chồng à. Là một người bệnh thì người lo, con cái thì nó cũng lo, nhưng mà đều là cái người vợ thì thích cái người chồng tự tay ai chăm sóc mình hơn, nó cũng đỡ được cái bệnh đó, con nó cũng đỡ được chút. Tâm lý của người bệnh á, họ rất là ngại cái chuyện là người thân họ phải bỏ nhiều sức để chăm sóc. Chú làm sao để khiến cho cô không có cái tâm lý như vậy nữa? Đặc biệt là những người chạy thận là phải mỗi tuần 3 ngày ra vào bệnh viện để chạy thận, duy trì sự sống. Mà biết rằng cái việc đó nó rất là khó khăn với gia đình mình, thì chú làm sao để cho cô vững tâm? Thì như chú nói lúc trước là ví dụ bây giờ là mình cũng có những lúc á buồn nghĩ, tại vì theo chú nghĩ ví dụ mà mình có tiền á, là mình không có tiền thì không quan trọng, mà ví dụ mình được cái đồng tiền mà mình chữa cái bệnh của mình á mà nó hết rồi nhất á thì không nói. Và bệnh này con có tiền thì con chạy cứ coi như mình đóng hồi chết hoài chạy cái suốt đời. Nhưng mà cái đó thì là chú nghĩ là bây giờ cái chuyện nó đã bệnh nó lại như vậy rồi, đâu có ai muốn là để mình để cái thời gian đó mình kiếm những cái an sở, những cái gì đó mình lo. Chứ bây giờ bác sĩ cũng khuyên là bây giờ nếu mà lo quá thì bệnh nó lại là không có ổn định. Tại vì người ta nói là bác sĩ trọng nói là cái chạy thận là có thể kéo dài từ năm tới năm, hay là đọc gì đó là tay trước nữa, thì nó cũng nói nó không biết cái điều gì sẽ xảy ra đối với mình, đối với bệnh nhân. Thành ra cứ vui vẻ đi, đừng có buồn gì hết, thì cái chuyện gì nó tới đâu tới. Vậy thì có khi nào cô lại nghĩ bi kịch không? Có chứ, buồn chứ. Đó giờ cô nghĩ lần nào là bi kịch chú? Thì chung có những lúc mà không biết khi mà đang chạy cái mệt đó, cái vô cấp cứu ở bệnh viện, chở qua chuyển ở bệnh viện 1 năm, nằm ở phòng hồi sức tích cực là hết 15 ngày, cái đó buồn nó ra bà cô cũng vậy thôi, mà chú cũng thôi cũng động viên rồi cũng nói chuyện rồi tao cho vui vậy, kể chuyện đồ nhỏ hồi trưa vậy đó. Những buổi trưa như vậy á,
con đều thấy chú là ra để nhận những cái hộp cơm từ thiện từ nhiều nhóm. À, những lần chú nhận cơm vậy chú suy nghĩ điều gì? Thì cái đó thì chú cái thứ nhất là chú ra khi chú nhận cơm nhiều quá là có mấy người ở trong khoa người ta chạy thận nó không, người ta không được. Rồi cái thân dân thì chưa tới thì cứ khi mà chạy ra rất là đói. Thế là chú cứ nhận cái chú vô tổng chú chia sẻ lại cho mấy người người ta. Đây là những cái món mà ngày hôm nay sẽ tặng cho bà con, rồi mà thịt kho trứng nè, đồ xào cùng với ghẹ chiên nước mắm, và mấy cô thì cũng đang cố gắng là phụ cho tụi mình, kèm theo đó là phần sữa. Một lần nữa thì mình cảm ơn nhóm của mấy anh chị đến từ New Zealand hay còn gọi là Tân Tây Lan á. Cảm ơn anh Danh Nga. 1 phần. Lấy sữa nha, lấy sữa nha. Mấy bao vậy? Con chị mổ như vậy? Mổ chân hả? Bị tai nạn hả? 7 năm rồi. Ờ, tranh thủ vô đi, tới giờ mổ rồi. Thôi phát luôn nha chị. Phát luôn đi, cho kịp chị này cũng đi mổ. Cơm, lấy cái hộp. Kho thì qua bên kia chị. Cơm là ba bên này. Chị cảm ơn em nhiều nha. Nó cũng nghe tên. Quen quá mà quên tên gì ta. Có mũi. Không phải đúng rồi. Nó đâu ra. Cô này cũng đang nôn nè. Hai phần. Có trứng không? Hai phần bao nhiêu cho em? Lấy đi cứ cho nè. Cho đi. Mở nắp ra sẵn cho em đi. Mở nắp sẵn ha. Đó chị lấy chanh vô đó. Con mổ hay gì? Mổ tài. Mấy giờ mổ rồi? Chắc 10 giờ rưỡi 11 giờ gì nè. Tranh thủ. Qua bên kia lấy canh nè chị. Qua bên kia nè chị. Mọi người thấy. Ở đây thì chú mới chạy thận hả? Chú ăn phần cơm nào? Lấy thịt để ăn được. Thịt để ăn ha. Rồi đợi đây, đợi con xíu. Không lấy cơm, không lấy đồ xào hết. Bịch thịt thôi. Cô múc giùm con một bịch thịt kho trứng không hả? Ít thôi, cho chú này đây. Thôi chú không lấy cơm. Ủa, thì có thiếu chỗ hàng đấy. Hôm nay chỉ có 2 món thôi, nhưng mà cũng sẽ gây kích thích cho mọi người. Ở trước cổng bệnh viện phục hồi chức năng quận 8, cô bán chị quan sát thấy 2 món gồm món thịt kho trứng này. Thịt kho trứng thì mỗi người sẽ được một phần và xếp hàng lại sẽ được phần thứ hai. Kèm theo thịt kho trứng thì cô bán chị sẽ có thêm đậu bắp luộc. Đậu bắp thì mua từ ngày hôm trước và hôm nay thì luộc sớm để khỏi bị già hả chị? Đậu bắp thì mình để càng lâu thì nó càng già. Mới mua luôn á. Mới mua luôn hả? Mới mua luôn rồi tối luôn. Vậy là cái đậu bắp hôm trước là ngày hôm qua đã giải quyết rồi. Ở kế bên món đậu bắp sẽ là rau bắp sú cùng với cà rốt xào. Cho nên là mọi người sẽ được ăn thêm rất là nhiều món đồ xào. Xa xa kia là thịt có sữa pha mi nữa nè, sữa đậu nành. Và dưới này là đùi gà chiên nước mắm. Gần như là tất cả mọi người đều thích hai món đùi gà chiên nước mắm cùng với thịt kho trứng. Bên này 4 phần gà nha. Cô này là 4 phần. Bốn phần gà, lấy đồ xào với sữa. Là 4 phần đó hả? Thì có trứng nó chắc lẽ là từ từ sau khi gà nó hết thì hết một khay gà rồi. Bệnh nhân nè, xếp hàng rất là xa và dài. Hôm nay thì khoảng 400 phần, nhưng mà chắc có lẽ là lượng người sẽ nhiều hơn so với cái phần đoạn. Chị Thúy múc giùm em thịt kho trứng đi. Chú ấy hả? Chú đổi
tính không luôn. Có đồ ăn chưa? Chưa lấy đồ ăn. Ăn món nào? Đây này với đây đó. Một cái đùi, một cái phần khá trứng, bỏ cái đùi vô luôn. Dạ. Ăn đùi gấp tư à? Chê đùi tỏi. Hôm nay chỉ có hai món thôi, nhưng mà cũng sẽ gây kích thích cho mọi người. Ở trước cổng bệnh viện phục hồi chức năng quận 8, cô bán chị quan sát thấy hai món gồm món thịt kho trứng này. Thịt kho trứng thì mỗi người sẽ được một phần và xếp hàng lại sẽ được phần thứ hai. Kèm theo thịt kho trứng thì cô bán chị sẽ có thêm đậu bắp luộc. Đậu bắp thì mua từ ngày hôm trước và hôm nay thì luộc sớm để khỏi bị già hả chị? Đậu bắp thì mình để càng lâu thì nó càng già. Mới mua luôn hả? Vậy là cái đậu bắp hôm trước là ngày hôm qua đã giải quyết rồi. Ở kế bên món đậu bắp sẽ là rau bắp sú cùng với cà rốt xào. Cho nên là mọi người sẽ được ăn thêm rất là nhiều món đồ xào. Xa xa kia là thịt, có sữa pha mi nữa nè, sữa đậu nành. Và dưới này là đùi gà chiên nước mắm. Gần như là tất cả mọi người đều thích hai món đùi gà chiên nước mắm cùng với thịt kho trứng. Bốn phần gà. Con này là 4 phần. Bốn phần gà, à, lấy đồ xào với sữa. Là 4 phần đó hả? Thì có trứng nó chắc lẽ là từ từ sau khi gà nó hết thì hết một khe gà rồi. Bệnh nhân nè, xếp hàng rất là xa và dài. Hôm nay thì khoảng 400 phần, nhưng mà chắc có lẽ là lượng người sẽ nhiều hơn so với cái phần đoàn. Chị Thúy múc giùm em thịt kho trứng đi. Có đồ ăn chưa? Chưa lấy đồ ăn. Ăn món nào? Đây này với đây đó. Một cái đùi, một cái phần khá trứng, bỏ cái đùi vô luôn. Dạ. Ăn đùi gấp tư à? Chê đùi tỏi. À, chị nên thêm thịt kho trứng, 1 phần. Dỡ hộp cơm ra rồi. Phía xa xa từ góc trên cao mọi người cũng thấy là người lớn, người bệnh, đặc biệt em xếp hàng cũng rất là dài. Thịt kho đâu? Không đâu, đứng thịt kho. Hôm nay đứng kho được không? Được. Rồi, lại lấy sữa về. Không ăn gà, thịt tí ơi, thịt tí ơi. Phần gà, phần thịt. Ui cái đạn. Hai phần gà. Một phần qua đây. Tiện quá, mua xong rồi lấy đồ ăn rồi uống nước luôn. Rồi tới đây lấy gà, lấy cà lấy cà. Có hai phần khác. Dạ, cảm ơn. Dạ. Hai phần khác lại sao? Một phần gà. Vậy luôn. Có cháo vô đây nè con. Không. Dừa lắm. Hai con phần sạch nè. Không, mấy nó bày thầy em để bỏ đây cho gọn. Phần gà với phần trứng, lại lấy trứng về. Dạ, cái này 3 phần. 3 phần, 2 phần gà ha. 3 đùi gà. Đậu bắp. Cho xin đậu bắp rồi cho nó đi. Nè. Nè. Mấy phần ngoài. Cho ngoài đậu bắp luôn nè. Hôm nay là hai món mà làm rất là nhanh. Cảm ơn mấy anh chị đến từ New Zealand hỗ trợ cho phần ăn 900 tiền New Zealand. 800 phần ở đây thì mấy trăm phần á, còn ở bên địa chỉ 435 đường Nguyễn Tri Phương quận 10 thì có nấu mấy trăm phần cơm chay ở đó. Thì sáng nay lúc 9 giờ còn đã phát ở đó một điểm rồi, còn khi mà tụi mình ghi hình ở đây là lúc 10 giờ rưỡi chứ bệnh viện phục hồi chức năng. Cho nên các bác chị sẽ hỏi rằng là 800 phần thì làm sao mà ít như vậy. Chia sẻ mọi người là một nửa cũng đã sang sẻ ở bên địa chỉ 435 đường Nguyễn Tri Phương quận 10 rồi nha. Cái trạm cơm tụi mình thì trong địa chỉ đó là 435-2 Nguyễn Tri Phương, nằm trong con hẻm. Qua lấy canh, lấy sữa nha em. Canh, sữa. Hello, hello. Chị.
hai phần nè. Rồi bỏ vô. Mấy chị có ra ngoài mua rau cả đời luôn. Không có sạch luôn, mới vô luôn. Hôm nay chị tưởng đi chợ mình đi. Sao này không đừng. Quên hả? Lên anh ăn gì? Ba đừng có được Covid nha. À, ăn gì? Mấy con về. Gà ha. Rồi rồi. Hai phần. Chị có hai phần à đúng không? Chị định cái này nè, rác vô đổ quét nè, chị biết. Ba phần. Nè. Ba đuôi gà, ba đuôi gà, ba đuôi. Ba hả em? Ba hai. Ba sao lấy có chút cơm à? Hả? Do chị cho cơm ít. Có chút cơm mà ăn sao đủ ba phần cơm. Để xin miếng đi. Hai phần à? Hai phần. Đây là quy trình của một người nhận cơm nè. Đó. Còn anh chị thấy là sau khi nhận cơm thì sẽ tiếp tục nhận cái phần đồ ăn. Chú này mở hộp đồ ăn ra cho con. Đổ vô đó hả? Đây nó bán chút cái gạo á, cái hồi mà ba phần cơm luôn đi. Qua biết con mình ơi. Đồ nhiều quá. Cứ nói đại đi đừng có ngại. Gạo phải 18. Cái này 3 con. Cái này nhiêu anh? 4. Cái này 3. Ờ đựng rau đi anh. Đựng rau. Cái bắp mua ngoài Bình Điền có 5.000 ký à. Cái này 3 con gì vậy? Ủa cái này 4 nè. 4 rồi còn đây. Của anh 3 đúng không? Anh lấy gà luôn đúng không? Để chấp hàng đi con. Chị ở khoa nào? Em còn em nhiêu vậy? Hai phần. Em còn một hết rồi. Hai phần hai cục. Cái mình thêm